mấy bà thì má ơi. Sân bay để giữ đi bay Thái, còn mẹ giữ đi ké đi Vũng Tàu. Lát mẹ nhớ nha, đeo dù đây sẵn nha, tức là vẫn bay trên đường đi Thái nhưng mà tới Vũng Tàu thả mẹ dù xuống nha. Nè, không mờ nhưng mà này bị thiếu nửa người. Làm lại đi. Để nói chuyện coi. Hiện tại thì Dự mới vừa lấy. Mấy chị ơi, im cho em nói chuyện chị ơi. Thông báo hoài, ai cũng tự biết cái chuyến đi của mình rồi, cứ nói hoài. Sao qua đi Kha, ngưng nói lèo. Ok, em sẽ nói lớn hơn chị. Hiện tại thì Dự đã có mặt tại sân bay mới của Bangkok, Thái Lan và lấy hành lý xong xuôi rồi. Bây giờ Dự cùng với lại 8 người bạn của Dự sẽ di chuyển về hotel. Đợt này thì Dự không có ở Ratunam là gần trung tâm nữa, mà sẽ ở khu Pobea là gần khảo sản, hơi xa một chút. Nhưng book 2 căn hộ có nhiều phòng thì nó rẻ hơn là ở trung tâm. Tại thì Minh Dự, Ngũ Đằng và những người bạn đang trên xe 10 chỗ tính luôn bắt tài nên là 10 đó, đi về khách sạn. Và chúng tôi đang tính toán coi chuyến đi này chia ra mỗi người thành bao nhiêu tiền. Và tôi đề nghị mọi người là đi chơi, dù cũng thân thiết anh em chị em với nhau, nhưng những cái tiền bạc thì dễ gây lộn và cạch mặt lắm. Cho nên là sòng phẳng chúng tôi chút. Mỗi người 85 bạc Thái. Nhanh cho người không vậy đó? Chưa đổi tiền, không có tiền Thái trong người. Làm sao nói lại? Có tiền Thái trong người không? Có. Tức là một lát không thể hùng với con người đúng không? Đúng rồi. Để visa với em, mua vé ở Sài Gòn gấp. Đức Thái không chấp nhận những người qua đây sống mà không có tiền Thái. Hồi nãy mới bị bắt luôn mới giỡn. Mới vừa bị bắt ở sân bay luôn. Tức là cái tội tới cửa hải quan, người ta đang check bên bò, người ta đã ghi cái bản bự chản là cấm chụp hình quay phim. Má ngựa gần cái lượt má, má vô điện thoại lên và quay đâu không quay, quay thẳng cho cái ông check cái bên bên bò mình vậy đó. Rồi đưa lên phường luôn. Đầu tiên là mọi người đứng xung quanh, Minh Dự được ưu tiên đi trước, tách hàng ra luôn. Ai vậy vô phòng giam ngồi đó, là private office đó, là vô đó ngồi xong rồi đối thoại với ổng. Là bây giờ ổng kêu là mở cái điện thoại lên coi có tấm hình có mặt ổng không. Anh ơi, em nói là có chụp nhưng mà điện thoại bây giờ hết pin rồi, mà thật sự mọi người ơi, chưa dơ lên tính tự sướng phải hết pin, mà hết pin đi cái lúc ổng phát hiện nữa chứ. Nghiệp nghe ổng nói bắt ngồi đợi hoài á, hỏi có gì sạc iPhone không cho bình thường, ổng nói cũng không có. Nó thôi bây giờ anh đi theo em đi, kiếm bạn em lấy cục sạc nhắm vô. We open my phone, you can check. Không đâu, mình đi theo mình. Cuối cùng tìm được cục sạc mở lên. Nó nè anh ơi, em vừa chơi lên trước mặt là hết pin rồi, không có hình. Anh đâu have photo. Ok, bye bye. Cái lúc mà em đứng hàng bên kia, mọi người nhìn theo, mọi người không biết tưởng em được ưu tiên. Mọi người, ủa mình giữ sao được ưu tiên, mình giữ. Nhìn qua hỏi anh đứng anh cười.
nó bị bắt, nó bị bắt. Minh Diệu bị bắt á, mọi người hỏi ủa nhưng mà sao bị bắt, nó đứng nó chụp hình nó quay phim nó bị bắt á. Em biết lúc tiền mà em... vé, em biết tiền vé bây giờ về Sài Gòn rất mắc nhưng mua vé về liền cho em. Lúc mà em bị bắt anh tính làm một cái clip mà anh quay lại cái việc này anh chắc chắn sẽ được triệu view mà anh sợ anh bị bắt chung với em. You have to contact Sài Gòn now. Anh móc điện thoại của anh quay em, anh đi theo em. I don't want to say anymore, you have to contact Sài Gòn now. Kiếm cho tôi đổi tiền thuế đi. You are LGBT. You know. Yeah, you are. You LGBT hơn tôi. Oh my god. I'm straight. Tôi LGBT cứng. I'm straight boy. You bot. Oh my god. I'm straight boy. Thảo bác tài top bot. À, dự lên lầu 11 và chuẩn bị check-in để nhận phòng. Hai căn hộ lượng rất nhiều phòng luôn, một lát quay khoe các bạn. Rồi, giữ ở căn 52401. Đây là căn đầu tiên luôn. Ủa, đầu tiên gì trong này nó có hai phòng à. Phải lật ngược lại cái mã thẻ phía sau lưng má ủi. Chứ không phải cắm xuống à, dự ơi. Cắm xuống đúng rồi. Coi này người có căng có cốt rồi được không nè. A few moments later. Hay à. Chị đừng lúa chị. Thấy chưa? Ủa? Kêu rút ra mọi người. Ủa là sao sao phải rút ra? Đó là đủ xanh thôi mình rút ra. Đủ rồi nên rút ra để lâu nó kỳ. À. Đó. Đây là phòng khách của mình đây. Thôi để có ban công. Đó. Thấy không? Mở được không? Không mở được, tại người ta sợ mình chơi hết tiền xong không về Việt Nam được á, mình nhảy lầu tự tử. Không cho ai mở cả. Đó, mình vô mình tham quan phòng thôi. Phòng 2 giường nè. Mình sẽ có tới 3 phòng lận, bây giờ mình phải dành cái phòng nào mà có 2 giường rộng nhất. Đứa mình ở đây giường ơi. Đây, ở đây là một giường, có thể ở 2 người. Bên này là phòng 2 giường luôn, 2 giường đơn. Hai giường đơn đó, chị cũng chỉ ở được 2 người thôi bởi vì giường rất là nhỏ, có ban công đàng hoàng nha. Coi tủ nè, đó thấy chưa, có thêm hai cái gối nữa, có móc này nữa nè để treo đầu mình lên á. Coi phòng này, yeah, phòng này 3 người nè, đi ra ngủ chung cho vui. Giường 2 người, bên kia giường 1 người là 3 người luôn. Tôi ngủ đàn với nữ phòng này. Anh muốn qua đây ngủ chung cho vui kìa. Vậy không tại ngủ chung giường anh. Không, ngủ trong giường anh. Anh bớt cái đít mê trai lại. Chia sao ở gì đi. Có trả tiền hết không mà muốn sắp xếp sao là sắp xếp. Thôi được rồi. Không đúng nè, bây giờ anh Phúc phải biết. Tụi mình đi tham quan tiếp nào. Đó. Toilet. Đây là nơi để tiểu tiện, đây nơi rửa mặt, đến nơi súc miệng. Có cái bồn tắm á. Ê, cái bồn tắm. Có cái bồn tắm nè. Ôi, tối này ra chợ mua mấy cục cam bồn về. Trời. Đầy đủ màu sắc đầm như công chúa vậy trời. Trời ơi, có cái bồn tắm, trời. Thì nằm vô đi giống công chúa chết trong rừng lắm. Trời. Mày đó, cái miệng mỏ của mày á thiệt á. Nó vô chưa có cỏ cửa trước nữa đó. Không mà làm đúng luôn. Từ từ. Thì có cái két sắt mà sao không có tiền vậy ta. Tiền để anh bỏ vô á. Xong rồi anh quên lấy về khách sạn đó nữa. Đó. Coi như là mình đã có phòng to nhất bởi vì mình có 3 người. Có view, có view, có view. View, coi view, coi view. Có view rừng, có view biển. Ủa. Đó. View cao ốc. Nói ra thấy cao ốc thôi. À, cũng thoáng mát rồi. Sáng nắng chiếu vô tự thức dậy hiểu không? Wow. View cao ốc nha cả nhà ơi. Anh đằng coi nè, coi nè, coi nè. Ví dụ lúc mà chưa có kéo đèn nè. Đó, là còn tối thui nha. Lúc này là chưa hiểu nguyên hình. Chưa. Là ai đây? Một chàng trai. Một chàng trai. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Lộ nguyên hình liền theo. Chùa nắng.